Hello, chào các bạn đã đến với kênh của Phoppy và mình là Phoppy đây. Và hôm nay mình đã quay lại với một clip mới này các bạn ơi. Và kế bên mình các bạn có thể thấy ai không? Đây, hôm nay mình đã có Red Hood và quay chung với mình. À, thì cái mấy nay thì nhóm mình đã hết bận nên đã quay chung với nhau. Và hôm nay mình sẽ quay một clip mới. Thì mình sẽ quay một cái clip, nếu mà các bạn muốn biết clip này nó ra sao thì các bạn hãy theo chân của Phoppy và Red Hood đón xem nha các bạn. Và bây giờ các bạn hãy ngừng clip này lại và like cho mình một like, một share, để cho lúc mà các bạn nhấn vào cái chuông á, để cho nhận thêm những thông báo mới nhất về clip của mình nha. Và bây giờ thì bắt đầu clip của mình nào, let's go. Câu cá đi. La la la. Ủa, làm gì vậy đó? Anh đi câu vịt hay gì vậy? Câu vịt, đang câu vịt. Mà về nhà nuôi. Ô. Đi vịt. Ê, con gà mà. Ôi, đi con gà. Vịt. Vậy coi chừng này vịt là vịt của người ta chăng á, anh mà lấy coi chừng bị người ta bắt á. Ừ. Ở ngoài kia có mấy con mực kìa nữa kìa, sao anh không câu mực đi? Câu mực vô mực có ăn được đâu. Ờ, mực mình lấy cái mực đó mình đi giết. Thôi mà nhìn mấy con mực này anh ghét kinh khủng lắm Phoppy. Sao à, tại sao ghét nó? Hả? Trời, em biết mấy mực này vừa dơ vừa ơi. Vừa cuối mà vừa bẩn vừa thiểu nữa Phoppy không? Trời ơi. À lấy súng cho anh. Trời ơi, đây. Mực. Anh bắn. Ôi da, lớn quá, lớn tiếng quá đừng bắn nữa, lớn quá. Trời ơi. Mấy con mực lúc mấy... nào cũng làm dơ cái hồ á. Trời ơi, mấy con mực là nó là góp phần vô để cho con người ta có giết mực để xài đó. Chứ là... Mực cái gì? À, em nhìn nè, mực nào không nhìn nó bập rồi nè. Chết đi. Mực. Mẹ mực. Ừ, anh làm gì anh ác vậy? Trời ơi, đừng làm gì ác quá à. Mấy bạn nào mà ghét con mực, mấy bạn hashtag là ghét con mực giúp Red Hood nha. Red Hood đang cầm thù mấy con mực lắm á. Mấy con mực lại đây. Mấy bạn nào cũng thích con mực hết á. Trời ơi, anh Red Hood bây giờ mình đi đâu đây? Thôi, sau khi một hồi giết mực xong em cảm thấy thật là thoải mái. Thoải mái quá. Bây giờ mình sẽ đi vòng đi cho nó khoai khỏa đầu óc ha. Ok. Dơ quá làm anh suy nghĩ tầm bậy bạ không à. Ủa cái gì kìa Poppy? Ủa cái gì á? Dạ. Em biết lại coi thử. Ôi, nhìn giống cái piston quá Red Hood ơi. Gì đây? Ủa gì đây? Nhà khối piston. Nhà khối piston. Xạo. Ủa. Này là nhà cửa đầu vô. Ủa sao có bữa chỉ có nhà trong hộp sắt rồi sau này có nhà khối piston nữa. Này chắc là một cái thời gian mới là đỉnh cao mới là nhà khối piston đó để cái cửa vô chỗ giống đó. Wow. Ôi bây... sáng tạo. Ủa? Để rồi sao mình đi vô nhà được? Không lẽ mày biết mở cửa vô nhà hả anh? Mà nó nhỏ quá, mình bự mình lớn gì đi vô trỏng ẹp mình chết thịt đi chang như kiểu mà cá ép rồi sao? Em biết đâu thì vô đi. Em vô rồi nè. Em vô rồi. Em vô trong rồi. Vô rồi. Nhào vô thử ơi. Ôi. Gì đây? Trong đây là một cái căn nhà, một cái căn nhà tối thui à. Ở đây có một cái căn gạt nè. Ở đây có căn gạt nè. Wow. Tắt đèn. Đèn sáng lên rồi nè, đèn sáng lên rồi đó. Rồi, vậy nhà trong nhà này mình làm gì đây vậy? Ồ, vậy là ôi, mình đang ở được nhà xịn. Vậy là mình đang ở trong cái khối bê tông hả đó hết. Không biết cái này không phải bê tông không sao có bê tông mà giống rắn vậy. Ở đây có cái chữ gì nè anh Rốt ơi. Muốn chết đặt vào nè. Đặt cái gì vào? Đó. Đặt trứng hộp vịt lộn vào được không? Đặt trứng hộp vịt lộn vô trỏng nó bể luôn á. Đặt mấy con bạch tuộc đi, mấy con mực được không? Mấy con mực anh nói dơ đặt vô trỏng sao được. Không biết đặt cái gì ta. Anh muốn nó chết mà. Anh muốn nó chết thì đặt nó vào. Ở đây có một cái gì nè. Có cái gì nè. Thang máy một... nước mà. Thang máy nước hả? Ừ. Đi lên. Thang máy nước. Ra rồi. Ủa ra đâu. Ôi. Mình nhìn thấy được ở ngoài kìa. Ừ hay... mà sao ở ngoài nhìn nó bự vậy? Ai biết đâu. Hình như là mình đang ở trong một cái khối khổng lồ. Hay là mình bị thu nhỏ ta. Không biết nên anh nhìn thấy rừng cây trên đây. Buổi chiều à. Mình đang ở buổi chiều á. Ấy mà hình như khối bê tông này, cái này là cái đỉnh bê tông nè. Ừ đúng rồi, cái này là một đẩy ra nè. Cái này là cái đỉnh bê tông á. Mọi người có thể hình dung ra là ở đây là mình đang ở trong một cái khối bê tông rất là khổng lồ hay là mình bị thu nhỏ đó. Ôi, vậy giờ cách nào mà thoát ra khỏi đây đây? Ở cách nào bây giờ? Đâu, bây giờ anh suy nghĩ cái đầu óc mà kiểu cô Văn Nam ơi, em sẽ là Sherlock Holmes. Cô Văn Nam là thằng nào? Cô Văn Nam là cô Nam đó. Ờ để anh đi xuống anh nằm anh ngủ một giấc cái rồi anh tỉnh về anh suy nghĩ tiếp ha. Trời ơi, giờ này ngủ gì giờ này đang ở trong tình cảnh nguy cấp anh biết không?
Yeah, nguyên cấp về nhà này nhìn sướng thấy bà nội luôn, cần gì phải ra. U anh mà tính lại là kiểm tra mấy cái rừng có đồ ăn không? Hình như đồ ăn là nằm đây là chết luôn á. Không có gì trơn à anh Rít Hút ơi, không có gì trong nhà này hết à. À đúng rồi, không có gì trong đây. Nếu mà mình ở trong đây khoảng chừng 24 giờ mình té xỉu chết luôn á. Trời trời, vậy sao sống? Đúng rồi, giờ mình phải kiếm một cái đường nào đó để mình có thể đi ra khỏi đây. Để anh kiếm thử coi đâu mà sao nó teo lóc mà được kỳ vậy. Nãy ai xúi em vào cái nhà này, ai xúi em anh vào xúi chứ ơi. Anh nói mày cái gì á, tự nhiên anh đặt cái cửa. Đó em lại nắm cái cửa kỳ vô luôn. Ok vậy. Trời ơi trời, giờ sao ra, giờ làm sao ra được. Kiểm tra mấy cái gương ơi lên đây kiểm tra. Ê, mấy cái gương ơi. Có cái gạt nào ra đây không, có cái nút gì không? Đợi xíu em leo lên chảnh liền. Trời trời, em leo lên anh già luôn rồi. Ủa cái tại vì cái này nó chậm quá trời. Ủa sao mà nó tối tối sao á anh Rít Hút. Anh có đuốc không? Anh gắm đuốc rồi anh Rít Hút. Đuốc hả? Đuốc thì anh không có rồi. Trời ơi sao. Trời ơi anh già anh một câu luôn. Cái gì anh Rít. Trời trời, em tèo lên anh già luôn rồi. Anh già rồi. Dạ dạ. Anh em mình có 2-3 trứng hộp vịt lộn, đập ra có được con gà nữa không? Đập được thì nuôi lên có đồ ăn ăn. Rồi không có rồi. Không rồi. Ấy anh Rít Hút đặt mấy cái cây đuốc đây, không mấy là mấy bạn không coi được á. Cái đuốc hả? Đặt đuốc đi, đặt đuốc anh Rít Hút ơi. Ok, để anh đặt đuốc vòng vòng cho. Kaka cho nó sáng lên trời để cho mấy bạn có thể coi được chứ không mấy là tối thui các bạn đâu có thấy gì đâu. Rồi, bốn góc rồi, mấy bạn thấy sáng như ban ngày chưa? Sáng rồi đó. Bây giờ mình sẽ sáng như vậy mình mới có thể đầu óc mình tỉnh táo y chang như một cái tia sáng ở trong đầu mình hé ra phải không? Là mình bây giờ mình có thể đi kiếm được mấy cái bí mật khác. Dạ trời trời, Phát Bi nói xong câu đó râu mà mọc dài hơn rồi. Ôi, chúng anh già chết y chang như hôm bữa hổm em ở trong cái nhà hàng hộp xốp á, em bị chết vì ở lâu á. Ôi, ta kêu ta kêu ở 24 tiếng, em ở 24 năm luôn. Trời đất, em ở nhà luôn. Rồi. Kiểm tra rồi. Ủa đây có cái gì nè? Ủa, đây có cái gì nè? Em nghĩ đây là một cái mật thất á. Một cái cần gạt. Đâu gạt cửa ơi nha. Gạt cửa ơi. Wow. Cái gì đây? Cái gì nè? Đây là một cái mật thất. Rồi là mật thất hả? Để mở rồi. Ủa sao anh xuống dưới chị vậy? Té chết. Sao lên? Ủa. Ai biết đâu, đưa anh lên đi, đưa anh lên. Chìa khóa siêu nhân. Làm sao anh lên được? Để sử dụng cái bản chất siêu nhân của anh tèo lên. Nè, lên lên đi. Lên. Có cái cửa rồi, anh dùng cái cửa tèo lên được. Đó. Mình đã thanh bắt cua. Ê các bạn ơi, mình đã lấy được cái chìa khóa này, gọi là chìa khóa siêu nhân này rất đó. Chìa khóa siêu nhân là chìa khóa gì? Mà làm gì á? Cầm lên có hành siêu nhân không? Ai biết. Em thấy trong người thế nào? Em thấy cảm giác bình thường, không có gì hết. Đưa đây anh cầm thử coi. Nè, đó anh cầm thử đi. Chả gì. Trời ơi. Sao người cảm thấy trong người đầy trách nhiệm. sao người anh xì khói rồi dữ anh hết. Anh cảm thấy trong người anh đầy trách nhiệm luôn á. Thành siêu nhân rồi. Xuống đây nha anh. Ủa nhưng mà cái chìa khóa siêu nhân này để làm gì ta? Hình như là chìa khóa là nó cần là phải có một cái cần gạt đúng không? Phải có chỗ để gắm vô gạt. Ủa. Gắm vô hả? Ê mày cho mấy bức tranh chắc chắn là phải có cái gì đó. Wow, đúng rồi. Em thấy mấy cái này cũng nghi ngờ là nó sẽ có cái gì ở trong đó. Đập ra gì vậy? Đập ra. Anh lấy gì anh bán hay gì vậy? Có gì không? Không có gì bí mật hết hả ta? Vậy sao ông treo đây gì? Tự nhiên mấy cha nội đem cho anh treo. Rảnh lắm. Điệt. Ê, trong đây có bức tranh nữa này, bắt đi. Ở đâu? Thử coi. Tông vô hả? Không có cái gì trọng hết à anh Rít Hút. Không có gì hết hả? Ok vậy. Bên này có bức tranh nữa nè. Đâu? Ồ. Tìm mấy bức tranh có đường ra. Không có anh Rít Hút ơi. Có hả? Xung quanh đi xong rồi kiểu y chang như mình đang tìm một cái thúc thật sự của mình. Ở đây có một cái gạt nè. Ủa gạt cái tôi. Gạt cái tôi à. Gạt cái tắt đèn. Gạt lên. Rồi tắt đèn của Ngô tắt tối luôn. Rồi. Ấy nhưng mà em thấy có chữ muốn chết đặt vào đây. Muốn chết đặt vào à. Giờ anh ngứa mình ngứa mẩy quá rồi anh muốn chết nè, đặt vào nè. Muốn đặt ơi. Ủa sao có chưa vậy? Anh nên hết bậy rồi, phải đặt ngay đây nè anh Rút. Đó. À để màu xanh là kia đặt vô hả? Ừ. Đặt vô. Trời ơi. Wow. Ở đây có một cái cửa nè anh Rút. Ôi, anh đi vô. Đặt vô đâu? Ủa là anh đi vô không có gì trong nữa à? Ê khoan Phát Bi. Gì? Anh biết cái này Phát Bi ơi. Sao? Anh thấy ở đây nó có cái này nè. Mình phải lấy cái này ra. Sao? Đó. Rồi làm gì nữa? Lấy cái này ra nè. Đặt vô đây. Đặt cái hả? Ôi cái gì nè anh Rít Hút ơi. Ôi. Thấy chưa anh nói đúng không? Ồ
Wow. Ở dưới có cái nút kìa. Em ở dưới có một cái gì á. Cái nút. Đúng rồi, cái anh đặt đúng hay anh hết? Đặt đặt Đuốc đúng, hả? đặt đúng. Lửa lửa vậy bộ em chưa thấy đường hả em? Không thấy đường, không thấy đường. Tối thui Mắt à. em yếu kém gì Tối vậy? thui quá, Mắt tối em yếu quá. kém vậy? Tối quá trời quá đất. Không có. Anh cho em miếng đuối có gì em đặt. Nè. Ê. Em cho con cây hả? Ê. Ơi, Sao anh đéo té rồi. rồi? Trời ơi. Rồi. Giật chân té chứ sao cho nổi. Em nghĩ cái đó là một cái đường để lối ra đó anh rất thích. Trời ơi, bởi vì anh chờ em nói Trời xong tóc ơi. anh mọc ra luôn rồi nè. Sao mà đầu đầu anh mọc ra cái gì vậy? Trời ơi. Tóc, tóc Giờ dựng lên luôn rồi đó. anh như như con quỷ giao so, nhìn anh y chang như con quỷ giao so rất hết. Vậy là Rồi xuống đi. giờ phải bắt cua hả? Ừ. Ồ, Em có học bắt cua không? Em biết bắt cua không? Em cũng biết chút chút. Anh chết ngắt rồi. Giờ sao? Ơi, khổ quá. Ok, Đặt để quá, đặt để em quá. bắt cua nha. Đặt cái gì qua? Ê, Ôi, ok, ê, đi qua ô, đi qua. ô, ô, Rồi. ô, từ từ thôi, rút, từ từ thôi, từ từ. Ok. Ô, ê, đừng có chen lắc, đừng có chen. Không chen sao nhảy cho nổi. Để em nhảy cho. Rồi Không em qua chen được. sao nhảy trời. Em qua được nè, em qua được nè. Ok, để anh qua. Em qua được. Đang để hết hết rác cái đang rác quá. Đang rác Đang quá rác rồi. quá từ từ. Rác quá rác Ồ. quá. Em nhảy xuống từ tới dưới đây rồi nè, để đặt đuốc lên, đặt đuốc cho nó sáng lên rất thôi. Ok. Để anh ra anh nhảy nha. Rồi, anh đứng thôi, anh nhảy dở anh quá. bê qua luôn rồi nè. Khó Ôi, khó quá, khó quá. quá trời quá đất luôn hả anh đó. Ôi này Rồi. đây này mới khó nè, anh nhảy đi. Bây giờ anh nhảy đi, anh làm chục bạch á, anh nhảy đi. Rồi, em nhảy qua luôn đi. Nhảy qua luôn Anh nhảy mà qua nè. Không, em phải nhảy qua lại nó nè. mới đúng bài. Hiểu không? Anh nhảy qua nó hả? Rồi, bây giờ đi là dễ nhất rồi đó. Này là dễ nhất, hình này em thấy dễ nhất rồi Rồi. đó. Rồi Đó. xuống nè. Hả? Ồ. Ê á, bộ gãy chân á. Ồ. Rồi, xuống đây hả? Rồi Nhờ nhảy nhảy xuống xuống đó. nhảy. Nhảy xuống đây Ê là Bobby, đừng tin cái nút đó. Em sao? thấy cái chởm chởm nhung nham nó đang hút vô không? Anh nhảy xuống đó đi. Nhảy xuống đó mới là ra đó. Đúng. Đúng, anh nhảy lại đi. Nhảy xuống nè. Ôi, anh Ôi, ra rồi. anh ra hả? Ủa, Ừ. vậy là nhảy vô cái đốm đó hay là nhảy vô cái cục này? Nhảy vô cái cục đó đó. Trời, sao nãy anh mới kêu nhảy vô cái đốm lửa mà. Ai biết đâu. Rồi nhảy vô. Ô. Wow. Ra Wow. rồi nè. Wow, mình ra rồi nè các Đây. bạn ơi. Qua ngày hôm sau luôn, kìa mặt trời mọc Ô. luôn rồi. Vậy là mình ra 24 giờ mình ở trong cái khối đó hả? Anh đến hết. Ừ, 24 giờ mình ở trong khối đó luôn á, Đúng giờ rồi. mình đã tìm được ra rồi. 24 giờ. 24 Để giờ bữa mình. nào mình dụ mèo vô. Đúng rồi, bữa nào mình thích Nhà vô về dưới đây cho mèo bắt nhà cua có bê tông. cho chết luôn. Nhà có bê tông. Và Đó, mặt trời mọc lên luôn rồi. đúng rồi. Ok, và bây giờ cũng đã kết thúc clip của mình rồi nè các bạn ơi, và hôm nay đã khép lại cái clip này, và nếu các bạn thấy clip này hay, hãy cho mình một like, một share nha các bạn, để cho bạn bè của các bạn có thể biết và share chung với chúng ta. Và nhớ like và subscribe cho mình và cả Red Hood, và nhấn vào cái chuông, nhớ nhấn vào cái chuông, đặc biệt là phải nhấn vào cái chuông nha các bạn, để nhận thêm những thông báo mới nhất về clip của mình. Và bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn vào những clip sau. La 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 la.